Công đoạn chuẩn bị lên cá giống cho bà con, mến chào các bạn. Thì vào thời điểm này khoảng 5 giờ sáng thì trại của mình là mấy anh em đang tiến hành là lón cá vào nha. Thì cá này là con cá trong mồng là trại mình đã tiến hành là đã chặt lồng rồi, nghĩa là đã phân cỡ rồi. Thì con cá này nó mẫu tầm khoảng 180 đến 200 con một ký. Bây bà con biết sau khi mình kéo mình để vào trong mồng chặt lồng mình phải gọng một đêm nha. Mình phải gọng một đêm để cho con cá nó mới có thể là đảm bảo đi đến bà con thì nó sẽ được mạnh hơn. Đây mình gạn vào, sau khi mình gạn vào thì mình gùng lại gạn bị như vậy thì nó dễ xúc. Cá này là dường như là việc chỉ cần xúc lên thôi là việc sẽ giao bà con. Thì bên cạnh đó trong trại mình sẽ có hai anh em, một người xúc, một người đưa dao sọt. Bà con thấy gạn thì nó bắt đầu nó cũng bắt đầu đã sáng rồi. Thì sau khi gạn lên thì mình sẽ tiến hành mình cân từ xa gần. Thì hôm nay cái trại mình đi gần nên mình chỉ cân một sọt tầm khoảng 10 kg thôi. 10 kg là nó đã khỏe, vì nếu mà đi xe đi mà gà đi xa nha lại sọt thì lên việc sọt đi có đi thể lên 7 chuyện 8 kg quá luôn, nhưng mà bị ra đi làm tầm gì khoảng sọt 10 kg, gần nữa thì đi 12 kg, 13 kg. Thì làm sao để đảm bảo cho con cá mình nó khỏe nhất, tốt nhất là ok. lại rồi Đó thì trên đây là cái chia sẻ ổ của ba việc cái về xong những rồi cái đó khâu và những cách làm thì để mang được cái con cá bột cá giống tốt nhất đến cho bà con thì nó thực sự trải qua rất nhiều công đoạn và việc luôn kiểm soát từng khâu từng quy trình, do bà con có thể là an tâm về vấn đề mà cái con giống của trại Việt Nam. Rồi Việt Hàng gặp lại bà con ở những video tiếp theo.